Cảm ơn quý vị và các bạn trở lại với chương trình Từ Ánh Mắt Đến Trái Tim của Hội Trai Xinh Gái Đẹp Nagoya Japan lần thứ 6. Thưa quý vị, trong buổi tối đêm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chương trình đặc biệt là món quà của em gái Thanh Hương gửi đến người yêu của em trong ngày sinh nhật. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với những dòng tâm sự của em. Nagoya ngày nắng ấm. Anh à, hôm nay 26 tháng 9 là ngày sinh nhật của anh. Vậy là anh đã bước thêm một tuổi mới, lại chín chắn hơn một chút, trưởng thành hơn một chút. Và có lẽ lại yêu em hơn một chút, cũng như nhường nhịn em thêm một chút, đúng không anh? Lời đầu tiên thì em muốn gửi lời chúc đến hai người, đó là ba mẹ của anh, đã là đấng sinh thành, sinh ra anh. Ba mẹ đã mang nặng đẻ đau, nuôi nấng anh đến ngày hôm nay. Chúc cho ba mẹ thật nhiều sức khỏe và mọi điều tốt đẹp nhất. Còn giờ sẽ là những lời mà em muốn nói với anh. Anh à, mình quen nhau cũng khá lâu rồi nhỉ. Nhìn lại khoảng thời gian thì có buồn, có vui, có giận hờn, có hạnh phúc và có cả nước mắt nữa. Em xin lỗi vì những lần em hay cố chấp, những lần em hay giận hờn vô cớ đã khiến anh phải buồn, để anh luôn phải chạy theo, dỗ dành em. Em cũng xin lỗi vì những lần em hay quá đáng. Có lẽ anh nói đúng, là bởi vì em vẫn còn trẻ con. Từ nay em sẽ cố gắng để không còn là trẻ con nữa. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của anh, anh đã bước thêm một tuổi mới, thì cũng như em đã bước thêm một tuổi mới. Anh chín chắn hơn thì cũng như em sẽ chín chắn hơn, bởi vì mình đi chung con đường mà, đúng không anh? Với lại, hôm nay nhân ngày sinh nhật của anh, em sẽ chúc cho em cao hơn một chút, để không còn bị anh chê là lùn, để sau mỗi lần chụp ảnh anh không còn phải cong lưng và nhún xuống nữa. Còn lại, sẽ chúc cho anh mọi điều như ý, mọi điều thành công, mọi điều tốt đẹp nhất. Và tiện đây cũng chúc cho tình yêu của mình ngày một đi xa. Nguyễn Tuấn Anh. Vâng, vừa rồi Nhín Kiêu chia sẻ là câu chuyện của chị Nhín Kiêu. Xin cảm ơn tất cả các quý vị đã dành thời gian và lắng nghe. Xin chúc tất cả quý vị và các bạn có một buổi tối thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại vào những chương trình lần sau. Sau đây sẽ là bài hát mà em mang đến cho anh. Bài hát mang tựa đề Tình Anh. And happy birthday, happy birthday to dương. Cùng anh đi vượt ngàn con đường, phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngát như giấc mơ ta, và đời vẫn thế vẫn mãi trôi. Tháng năm dài mình có đôi, dù là ngày mưa vị. Chương trình Từ Ánh Mắt Đến Trái Tim của Hội Trai Xinh Gái Đẹp Nagoya Japan với mong muốn làm nhịp cầu nối để các bạn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống. Đại diện nhóm, Loan xin chúc cho đôi bạn trẻ luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc tất cả quý vị một buổi tối an lành. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình sau.